ngày nay dựng nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Sủi Đại Dương Sùng Phúc cùng chư tôn đức thượng tọa tăng ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử. Đường vào chùa ngang qua khu chợ nhỏ, vào đến cổng chùa tiếng niệm Phật ngân vang. Quý Phật tử đứng hai hàng rất trang nghiêm và ca danh hiệu Phật theo điệu của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, điệu ca thứ 6 khá phổ biến. Trong nửa tháng vừa qua, với hai lần thuyết giảng tại một số chùa ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, chúng tôi đã rất là cảm kích khi chứng kiến quý Phật tử tại miền Bắc đã sử dụng điệu niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp như là cái cách thức thực tập ở tại ngôi chùa của mình. Mặc dầu chùa Hoằng Pháp đã sáng tác trên 20 điệu niệm Phật, nhưng mà việc sử dụng thánh hiệu Đức Phật A Di Đà bằng nhạc đó ở các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam cũng rất là hiếm. Các chùa ở miền Nam chỉ có thói quen là đến những ngày lễ vía Phật và Bồ Tát đó thì mở lên thôi. Còn hàng ngày khi mà tổ chức sinh hoạt tu học đó, thì không có. Ở miền Bắc đó, mặc dầu tiếp nhận cái này sao nhưng mà làm rất tốt, có hệ thống đó, cho nên gây một cái niềm hoan hỷ ở hành giả hành trì. Đó là điều rất là đáng mừng. Cách đây một năm rưỡi, lần đầu tiên chúng tôi vào trung tâm ma túy đó, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các anh chị em tuổi từ 18 cho đến 35 phương pháp niệm Phật, thì thấy họ tiếp nhận cũng khá nồng nhiệt. Mỗi người đều được tặng một sâu chuỗi, và sau một thời gian đó thì họ cho biết là họ cũng được thêm sự khích lệ để mà vượt qua trong cái nỗ lực cắt cái cơn nghiện. Sau đó thì chúng tôi vào trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, thuyết giảng cứ trung bình 3 tháng rưỡi một lần. Đến ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua đó là được 5 lần. Mỗi một lần đi vào nơi này đó, phái đoàn đều mang theo trên 2.000 sâu chuỗi tay 18 hạt, và lần nào họ cũng dặn thêm. Điều đó cho thấy là cái niềm hân hoan tiếp nhận sâu chuỗi và danh hiệu Phật đó ở những người phạm nhân như là một nỗ lực để mà hồi đầu hướng thiện. Họ nghĩ rằng là các đức Phật có năng lực có thể tha thứ và chứng giám hành động hồi đầu của họ ở trong trại giam, trong lúc bóc gỡ từng trang lịch ngày đêm trong nhóm tình thương yêu của cha mẹ, người thân sau nhiều năm tháng xa cách. Lần đầu tiên vào thì chúng tôi hướng dẫn họ phương pháp thiền thì thấy hiệu quả không cao. Mấy lần sau hướng dẫn về niệm Phật á thì họ rất là thích, và chúng tôi mời nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, người sáng tác những điệu nhạc niệm Phật này, đến đó để hướng dẫn thì hiệu quả lại cao hơn. Từ đó thì mình mới rút ra được một cái kết luận nhỏ là phương pháp niệm Phật, mà nhất là ca niệm Phật,
nó lại có một sức truyền cảm hơn là những phương pháp khác, vì nó gắn liền với danh hiệu Phật, và cái hiệu quả trong việc thực tập á, theo đó cũng được nâng cao. Chương trình thuyết giảng Quay đầu là bờ tại các trại giam đó gồm có 3 nội dung. Bắt đầu là bằng một bài pháp thoại dựa trên tinh thần Phật dạy để khích lệ cái tiềm năng tỉnh thức, rồi hướng dẫn họ hồi đầu, sám hối những nghiệp chướng và phát tâm phát nguyện thật là mạnh để làm mới chính mình. Sau đó là một cái chương trình văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Sài Gòn, lồng vào những cái bài ca mang chất liệu tình yêu vợ chồng, tình thương của cha mẹ dành cho những đứa con và lòng hiếu kính của những người con thảo cháu hiền dành cho cha mẹ và ông bà. Đó là những cái chất liệu tình thương mà những người đang sống tại đây bị thiếu dữ lắm. Vợ trong chồng, con chờ cha mẹ, và cha mẹ ngồi khóc ngày đêm để chờ con về đoàn tụ. Thì những bài ca đó nó đánh động, và để muốn được về sớm với những lệnh ăn sáng đó, người ta buộc phải tu trong tục. Lúc đầu thì hơi chưa quen, nhưng mà dần già đó họ trở thành là phát tâm tu ở trong tục. Lần đi thứ năm vừa qua đó thì chúng tôi có mời ông giám đốc Trung tâm Nghe Nhìn Thông Tấn Xã Việt Nam các tỉnh phía Nam và phóng viên thường trực của VTV1 tại Hà Nội. Hai vị này đã đến phỏng vấn Thượng tá Phùng Văn Yến, tổng giám thị của trại giam K20, thì được trả lời rằng trong hơn 10 năm làm công tác này thì một năm rưỡi trở lại đây đó, ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Lời giải thích của ông với lý do rất hay nằm ở chỗ đó, kể từ khi việc niệm Phật, ăn chay và những bài giảng về đạo đức được đưa vào trong trại giam đó, thì các anh chị em phạm nhân có ý thức rất cao, không có đòi hỏi là khích lệ hay là bị trừng phạt, là bị bắt buộc, họ cũng tình nguyện mà làm. Bởi vì chúng tôi trong đề tài thứ hai đó có yêu cầu họ là tu trong tù qua đề tài tự do nội tại. Giữa chữ tù và chữ tu đó, nó chỉ khác nhau một dấu quyền đó. Dấu quyền đó nó nằm ngã về cái quá khứ, tức là nằm về phía bên tay trái nè, và lấy cái học thuyết niệm Phật an lạc hạnh phúc hiện tại cho thấy là bây giờ tâm mình đừng có trôi về quá khứ nữa. Cái tâm trôi về quá khứ đó nó gắn liền với lòng tham, muốn giàu sang phú quý mà không làm ăn chân chính, nó bị đè bởi lòng sân, đánh đập chém giết hung thủ chửi bới trong thế giới giang hồ, và nó bị đè nặng bởi lòng si, tức là nhận thức không sáng suốt, nghĩ rằng là chết là hết, không có nhân quả, không có nghiệp báo, người tốt và kẻ xấu có kết cục giống như nhau. Bây giờ chỉ nhổ lên cái dấu quyền nặng và bị ảnh hưởng bởi lòng tham, lòng sân, lòng si thì ta còn lại là chữ tu. Nhà tù trở thành tu viện. Các tu sĩ Phật giáo vào 3 tháng an cư như thế này hạn chế việc di chuyển một cách tối đa để dành thời gian trọn vẹn tạo cái năng lượng tâm linh ở trong sự tu tập, giống như một sự sạc lại cái bình ắc quy tâm linh sau 9 tháng là Phật sự hơi mòn mỏi. Và đó cũng là một cái cơ hội để các vị tôn đức đi trước đó truyền trao kinh nghiệm hoằng pháp, giáo dục, làm Phật sự, hoặc là những kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo như một nhu cầu không thể thiếu ở trong thời đại của Đức Phật. Thì quý vị đang ở trong trại giam như thế đó
là mình đã có được một cái điều kiện cách ly với cái xã hội dân sự, cho nên là không có ồn ào và nó rất yên tĩnh trong một cái khu biệt lập gồm có mấy trăm mẫu. Do đó ta đừng nghĩ rằng ta đang ngồi tù bị trừng phạt mà nghĩ rằng là ta đang tu ở trong tu viện. Ai có bản án 20 năm thì nghĩ rằng mình đang an cư 20 năm. Ai có bản án 6 năm thì nghĩ rằng mình đang kiết hạ 6 năm. Nghĩ rằng mình đang an cư kiết hạ tu tập để chuyển hóa tâm thức, hành động. Không có gì nó có dẫn đến một cái ức chế là tội lỗi, mặc cảm, là lương tri hành hạ, phán xét và nó làm cho mình đau nhức mỗi ngày mỗi đêm. Hãy quên quá khứ đó đi, sống ở hiện tại. Vì Đức Phật dạy rất rõ, không có tương lai nào đó tách rời khỏi hiện tại. Cũng đừng có mơ tưởng nhiều về gia đình, về tương lai, về tất cả những cái gì, mà hãy sống ở hiện tại, tu thật là ngon, thì cái nghiệp sẽ được chuyển ra. Và chúng tôi đã hướng dẫn họ niệm Phật, mỗi người một sâu chuỗi hạt 18, cứ niệm như thế, thành tâm, trang nghiêm, thanh tịnh, thì tất cả những cái chướng duyên đó, nó sẽ được tan biến. Sau 1 năm rưỡi được hướng dẫn ăn chay, niệm Phật và sám hối đó, thì cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ trong trại giam hết. Ông thương tá phụng ý hoan hỷ và hạnh phúc lắm. Và ông phát biểu thêm, nếu các trại giam trên toàn nước Việt Nam mạnh dạn ứng dụng cái phương pháp này, thì cái hiệu quả trị liệu về đời sống đạo đức, những bế tắc dẫn đến con người có những cái hành động phóng thả mà không cần biết trách nhiệm đạo đức về cái hậu quả của nó tốt hay xấu như thế nào, sẽ bắt đầu có cơ hội để lắng dịu xuống với một cái chiều sâu và tinh thần trách nhiệm về những gì mà ta sẽ tạo ra. Ở trong lịch sử của Tịnh Độ Tông có một câu đối mà bây giờ tác giả là ai thế thì mình không có truy ra được, nhưng mà biết rằng là có rất là lâu và nó trở thành như là cái trọng tâm của pháp môn hành trì về tịnh độ. Và nếu ta đi đúng cái trọng tâm đó thì tịnh độ cũng chính là thiền. Câu đối như thế này: niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Mỗi một vế đó có 7 chữ mà nó có đến 3 chữ niệm. Và ở trong ngôn chữ Hán đó, cái phương pháp thực tập thiền đó ta gọi là tham thiền, chứ tham này phải là tham sân si, mà tham là chuyên nhất tâm vào cái đời sống tĩnh tại sâu lắng để mình có thể nhìn thật là thấu đáo tất cả sự vận hành của tâm, của dòng cảm xúc, của ý niệm hóa và của thân, để ta làm chủ lấy nó. Nó gọi là tham thiền nhập định. Và chữ tham đó cũng xuất hiện 3 lần. Trước nhất đó, nó như là một sự mời gọi về cái tính tương tục không gián đoạn đối với các hành giả sử dụng danh hiệu của Đức Phật đó, như là một người nghệ thuật thay thế. Cái bánh xe tâm của con người nó lăn ở trên mặt bằng của thế giới trần cảnh đó, cũng giống như là cái vòng tròn nằm ở trên mặt phẳng, và mỗi một tích tắc thời gian được gọi là sát na, nó chỉ tiếp xúc với mặt phẳng này tạo thành một góc vuông 90 độ duy nhất thôi, không có cái thứ hai. Cũng tương tự như thế, Phật giáo phân tích rằng là cái tâm con người đó luôn luôn tìm một đối cảnh để bám vào, để hướng về. Và cái khuynh hướng bám và hướng đó đó, nó như là khỉ truyền cành, ngựa chạy ở đồng hoang.
Cho nên để hạn chế cái tính cách mà hoang dã của loài ngựa đó, người ta phải buộc bịt mắt trái và phải của con ngựa để cho nó chỉ nhìn thấy phía trước đó. Nó đi theo cái hướng mà chủ nhân nó muốn đến cái đích điểm cần đến. Còn việc khống chế con khỉ thì không đơn giản tí nào. Ở trong các sở thú đó, ta khống chế nó bằng cái chuồng. Nhốt nó vào trong chuồng, nó vẫn tiếp tục nhảy, vì nhảy là bản năng của khỉ. Ta muốn con người cũng có cái năng lực nhảy, năng lực chạy, năng lực du lịch ở trong thế giới, khi chỗ này lúc chỗ khác. Và do vậy đó là cái tâm nó đang sống trong tình trạng ly thân rồi ly dị cái thân của mình, tức là hai chỗ nó không có chuyên nhất ở một chỗ. Thân và tâm có mặt ở hai địa điểm khác nhau. Cái đó thì đạo Phật gọi là sống thất niệm. Niệm Phật trước nhất là chúng ta tạo dựng một cái nguồn năng lượng chánh niệm tỉnh thức về với cái thân của mình trong giờ phút hiện tại. Nó khác với cái cách ta niệm chỉ đơn thuần bằng miệng thôi. Niệm bằng miệng á, thì nếu mà mình đánh mất cái chánh niệm ở trên tâm thì cái niệm đó nó được hiểu giống như là cái máy niệm mà hiện nay đó Đài Loan sản xuất khá nhiều. Việt Nam cũng đã bắt đầu làm, có những cái điệu niệm bằng tiếng Việt dài 30 điệu niệm khác nhau. Ca niệm Phật cũng có, niệm Phật giọng Bắc, giọng Huế, giọng Nam cũng có. Và do vậy thì ai thích với cái âm hưởng nhạc điệu nào thì ta chọn cái đó, thì hiệu quả của sự thực tập từ đó là cao. Nhưng ta nên nhớ là đừng biến cái thói quen niệm miệng trở thành là cái máy phát thanh về danh hiệu của Đức Phật, thì lúc đó đó cái mức độ chánh niệm sẽ bị đánh mất, thì tình trạng ly thân ly dị giữa thân và tâm vẫn tiếp tục được diễn ra. Do đó chúng tôi tạm định nghĩa niệm Phật là một nghệ thuật để đính hôn và làm cho thân và tâm sống với nhau một cách trung thủy. Dùng ngôn ngữ đề thường, ngôn ngữ xã hội để chúng ta dễ hình dung. Khi ta có mặt ở tại chánh điện của chùa Sủi, mà nếu như trước khi đến đây đó, ở nhà có một đứa cháu nó bị đau, hay là đứa con chuẩn bị đi thi hết cấp, thì cái việc đi đó nó bị vướng theo cái nỗi lo bởi sự quan tâm. Lo lắng rằng là khi mình đi tới chùa, cháu đang bị bệnh, ai sẽ lo thế giùm? Trưa nay ai sẽ nấu cháo cho nó ăn? 1-2 giờ chiều ai dẫn nó đi bác sĩ? Giả sử nó buồn nó khóc thì ai dỗ về? Ta kéo theo hàng loạt các cái sự lo lắng bám víu vào cái dòng cảm xúc của mình, trong khi mình đã có mặt ở chùa rồi, có lo cũng không giải quyết được gì đó. Như vậy là ta đã tách rời cái thân với cái tâm. Thân thì ngồi trên niệm Phật, mà cái tâm á thì đang chăm sóc ở gia đình. Tình trạng ly dị thân và tâm đó được gọi là thất niệm, và niệm Phật không có kết quả. Cho nên niệm Phật là một nghệ thuật để tạo chánh niệm. Ta để cho cái tâm nó tồn tại trong thân thể thôi, nó không đi đâu hết. Và tình trạng đó nó sẽ giúp cho mình là tạo ra một cái nguồn năng lượng an vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Trong lúc mà thực tập niệm như thế đó, đừng sợ rằng là mình thiếu trách nhiệm. Ngay cả trong làm việc lao động, các bác sĩ, các bác học vẫn yêu cầu chúng ta sau 1 giờ đứng dậy đi 5 phút. Hiệu quả nó sẽ cao gấp nhiều lần so với ngồi một mạch 4 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ. Cái đầu óc con người nó sẽ bị đừ đẳng và bị nó chai. Thì là cái tính sáng tạo và hiệu năng, hiệu suất trong lao động không cao.
thì ta cũng có những thời gian để nghỉ ngơi mà. Cho nên khi mà mình có mặt ở chùa, tham dự bát quan trai giới, hay là có mặt trong một khóa tu đó, ta nên có mặt một cách trọn vẹn nhất. Thì sự niệm Phật đó không phải là khẩu niệm nữa, mà là tâm niệm. Vì đó cái vế đầu tiên của câu đó là niệm Phật được đồng hóa và được định nghĩa bằng cái dấu bằng niệm tâm. Đó là vế đầu tiên. Nói đến niệm Phật là niệm bằng cái tâm. Còn khẩu niệm đó là một sự hỗ trợ để cho mình có sự tập trung cao, để ý theo câu chữ và sự phát thanh của chúng ta về danh hiệu Đức Phật. Thì cái sự chuyên nhất đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình tương đối nhiều hơn. Niệm tâm đó là ta tạo ra trước nhất là một cái phản ứng có điều kiện, và sau đó đó là một phản ứng vô điều kiện. Khi ai mà niệm Phật ở trình độ vô điều kiện đó, thì ta biết rằng là cái tính tương tục không gián đoạn của nó giúp cho mình đang sống với cái chất liệu tỉnh thức hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút không bị gián đoạn. Ta niệm có điều kiện là thế nào? Ví dụ khi nãy quý Phật tử ca danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mình ca có phần điệu mà nếu ai có giọng ca hay, tự mình còn cảm thấy hân hoan hạnh phúc, thì người khác nghe cũng cảm thấy hân hoan phấn chấn theo. Cái niềm vui nó thể hiện ra trọn vẹn liền. Nhất là khi mình lớn tuổi về hưu, cái nỗi cô đơn của tuổi già nó khống chế, nó xâm phạm vào trong dòng cảm xúc ta nhiều lắm. Ta phải đối diện thứ nhất là với sự cô đơn. Và có những người mà tiếc nuối công việc đó, sẽ tiếc nuối rằng là tôi trở thành người vô dụng. Là cái đó nó hành hạ mình, nó làm cho mình nó là đứng ngồi không đi, phải mất đến cả vài chục ngày để làm quen với cái việc ở nhà suốt ngày, mà trước đây đó ở tại xí nghiệp cơ quan 8 tiếng. Vượt qua được sự cô đơn đó là cả một thách đố rất là lớn chứ không phải đơn giản. Vì quán tính của sự làm việc vẫn đang còn tiếp tục diễn ra một cách có điều kiện, như là một thói quen thôi. Cho nên vượt qua được cái nỗi cô đơn tuổi già đó, nó làm cho mình sống một cách hạnh phúc hơn. Khi đến cái tuổi mà mình buộc phải về hưu, mặc dù sức khỏe và năng lực vẫn còn tiếp tục để có thể phục vụ với hiệu quả cao, thì ta hãy chấp nhận, vì đây là cái cộng nghiệp xã hội, nó là nghiệp xã hội. Luật pháp quy định như thế. Ở Việt Nam là nữ 55, nam 60. Ở nước ngoài đó thì nam 65, nữ 60. Và có nhiều chị em nữ đang phấn đấu đó, nếu thật sự các quốc gia chấp nhận bình đẳng nam nữ đó, thì nên cho người nữ về hưu cũng bằng tuổi của người nam. Bởi vì người nữ mà về hưu sớm họ buồn lắm. Hiện nay đó thì quốc hội ta vẫn chưa chấp nhận, nên tuổi về hưu của chị em nữ là 55. Khi mình về hưu thì mình đối diện với sự trống trải, và cái đó nếu không vượt qua được á, nó tạo ra trạng thái cô đơn. Có nhiều người mẹ, người cha có một hai đứa con mà ban ngày nó đi học đi làm hết, mình ở nhà mình buồn lắm. Lấp vào những khoảng trống đó đó, có người đó xem phim kiếm hiệp của Đài Loan, có người xem phim tình cảm xã hội của Triều Tiên, có người luyện trưởng, còn riết sò nó trở thành thói quen và không còn muốn vận động, cứ nằm trên võng, trên ly vân. Hai năm sau đi khám mở trong máu, rồi là tiểu đường, tim mạch và thần kinh mình nó hơi bị tê liệt một phần. Một ngày đó giải trí chừng 1 giờ đến 2 giờ là vừa, mà có nhiều cụ không biết vượt qua cái nỗi cô đơn thế nào, cho nên là cứ thay thế nó bằng cách là nhắm mắt mình, dán mắt mình, đính hôn con mắt mình vào cái tivi, cho nên để cho bộ phim nó suy nghĩ giùm, chương trình nó suy nghĩ giùm, cuối cùng là óc mình nó bị đừ đẳng, đa thị hư thần. Các y học
của phương Đông đã cho chúng ta một cái kết luận như thế. Xem nhiều á làm tổn hại thần kinh, mà tổn hại thần kinh á thì đồng nghĩa là tổn hại với hạnh phúc, đánh mất chánh niệm ở trong con đường tâm linh của nhà Phật. Và chúng ta rất may mắn là đệ tử của Đức Phật ta có được cái phương pháp niệm Phật, nó là một nghệ thuật thay thế. Khi tâm của mình á được niêm vào danh hiệu của Đức Phật, giống như cái bàn đang bị sụp sịch như thế này, quý vị lấy một cái niêm chèn vào dưới chân nó, tùy theo cái độ sụp sịch mà cái niêm đó phải có chiều cao tương xứng, gắn vào một cái là cái bàn là đứng vững, không có gì có thể xô ngã, vân vân. Thì ta cũng dùng danh hiệu của Đức Phật trở thành một cái niêm, cái niêm của nhận thức, cái niêm của cảm xúc, và do đó cái tâm thức mình nó không còn cái không gian gì để động đậy về nỗi khổ, về niềm đau, về cô đơn, về buồn chán, về tuổi già, về bệnh tật, và có người về cái chết. Hay là nó không có cơ hội để bám vào những cái mối lo đối với giới trẻ, chẳng hạn như là thất nghiệp, thất tình, kinh tế thị trường là bị sa sút, là chứng khoán bị rớt, lạm phát gia tăng, ngân hàng đóng băng, tất cả các hoạt động gần như là dậm chân tại chỗ, mà mỗi tháng phải trả tiền ngân hàng, muốn căng thần kinh. Lo cũng không giải quyết được việc gì, mà lại càng cho sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Thì việc niệm Phật đó, nó có thể được ứng dụng cho cả già, trẻ, nam, nữ, như là một cái đêm. Và lúc đó, đó tâm chúng ta được thư lắng. Như vậy là mọi căng thẳng do suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, chạy theo cái hoàn cảnh quá nhiều, nó làm cho tâm mình được bình an và sức khỏe được tái phục hồi. Thì trước nhất cái giá trị y học của việc niệm Phật, nó làm cho mình có được cái sự khỏe mạnh của thần kinh, dẫn đến sự khỏe mạnh của cơ thể, cho nên những cái vấn nạn, những gút mắt, những trở ngại đó nhỏ nhỏ đó, ta có thể tháo mở nó một cách dễ dàng. Mà trong sự lo lắng đó, nó trở thành là rối như là tơ, cuộn lại với nhau, không biết phanh ra cái đầu mối đâu để mà tháo gỡ. Mà muốn làm được như thế thì ta phải nhớ cái vế đầu tiên: niệm Phật bằng tâm niệm, tức là niệm trong tâm, và nó trở thành một cái niệm chánh niệm, làm cho ta không bị chao đảo trước những cái cảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và tất cả các đối tượng tưởng tượng ở trong tâm ý của mình. Niệm bằng tâm một cách có điều kiện là trước nhất ta phải vay mượn một cái phương tiện, hoặc là khẩu niệm, hoặc là thủ niệm. Thủ niệm tức là niệm bằng cái tai, miệng không cần niệm gì hết á. Mỗi một cái hạt á, ta dùng cái ngón cái ta lần qua, lấy ngón trỏ giữa áp út ngón út để thành một cái chỗ đứng như thế này, và nó trở thành một cái bệ đỡ, ta cầm vào nó ta lần và tập trung cái ý thức vào cái hạt, vào động tác vận chuyển của các ngón tay và vị thế của nó. Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư lắng, tĩnh tại, buông hết mọi căng thẳng, buông hết mọi lo toan, buông hết mọi ức chế tâm lý, buông hết tất cả mọi thứ, chỉ còn duy nhất lại là chánh niệm, hơi thở và động tác lần tràn hạt, tâm đang niệm tưởng về Đức Phật. Thì cái này ta sử dụng cái thủ niệm, thủ là ngón tay, niệm bằng ngón tay, nó tạo ra một cái thân giác, cái xúc giác rất là quan trọng. Cũng giống như mỗi ngày các chiến sĩ ở biên thùy lúc nào cũng phải cầm súng á, mặc dù không có giặc nhưng mà phải cầm súng. Nhờ cầm tiếp xúc với cây súng cho nên cái xúc giác của người đó tạo ra một cái ý thức về trách nhiệm, rằng tôi là một chiến sĩ, tôi là một nghĩa sĩ, phải quên mình cho quê hương, cho xã tắc, để tìm cái chất liệu bình an, hạnh phúc cho mọi người và hy sinh bản thân mình. Như vậy cái thân xúc đó nó hỗ trợ cho chánh niệm rằng họ là một nghĩa sĩ, và
các hành giả tịnh độ tông ấy, sử dụng cái sâu chuỗi nó cũng có cái chức năng nhắc nhở chánh niệm như thế. Đó là cái có điều kiện. Nhờ xúc giác như thế này, ta nhớ rằng ta là một hành giả tịnh độ, và ngày hôm nay đang tham dự khóa Bát Quan Trai Giới tại chùa Sủi, được thầy trụ trì Thanh Phương mời gọi, và đó là một cái duyên phúc cho mình. Cho nên đừng có để cho cái tâm á, nó ly thân khỏi cái sâu chuỗi này. Như vậy là tình trạng chung thủy của nó đang có mặt ở trên cái thủ niệm của ta. Cái tính chất điều kiện và xúc tác đó đó, nó giúp cho mình có được một cái tâm niệm Phật rất là vững chãi. Các hành giả của thiền tông á, thì sử dụng hơi thở. Hít thở một hơi thật là sâu. Tôi ý thức rất rõ rằng hơi thở đang đi vào bên trong. Các lớp tế bào được làm mới, máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được phục hoạt, và cái luồng sống thông qua oxy đi vào trong cơ thể, tác động đến phổi, làm cho ta được hân hoan. Và lúc đó ta ý thức rất rõ hơi thở đang vận hành. Và một trong 16 pháp và quán niệm hơi thở đó, nó có câu Đức Phật dạy là ý niệm về sự hạnh phúc toàn thân tôi đang thở vào, ý niệm về sự hạnh phúc toàn thân tôi đang thở ra. Như vậy là người ta phải quán tưởng và hình dung là hơi thở đó nó đi qua cơ thể, nó làm cho cơ thể này nó được làm mới. Và lúc đó đó ta cũng làm mới về tâm thức thông qua sự chánh niệm. Thiền giả sử dụng hơi thở để thiết lập chánh niệm, và các vị liên hữu, các bạn sen, các hành giả của tịnh độ đó, sử dụng sâu chuỗi để thiết lập chánh niệm. Và chánh niệm đó nó sẽ được tương tác, lúc đầu là có chất xúc tác có điều kiện bởi sâu chuỗi, và sau đó là nó chỉ đơn thuần là còn cái tâm thôi, là niệm Phật, niệm tâm. Chứ còn lúc đó mà mình chỉ đặt nặng quá về cái kỹ thuật của cái khẩu đó, đến lúc ta quên đi ở trên tâm, thì cái hiệu quả và giá trị trị liệu y học và nâng cao giá trị tâm linh đó, nó bị giảm đi khá nhiều. Và giới thứ ba, tâm niệm Phật. Lúc nào tâm phải nhớ đến Phật. Niệm là một cái năng lượng, trước nhất nó là ký ức. Và đối tượng của sự nhớ trong ký ức này chỉ là danh hiệu Phật, ngoài cái đó ra không còn là cái gì khác hết. Tâm thức chúng ta nó có thói quen ký ức về quá khứ thông qua cái phản ứng của kinh nghiệm. Ví dụ ngày hôm qua có ai đó đó đi ra các quán phở Hà Nội ăn một tô phở thật là ngon, rồi đến giờ ăn cơm mà thấy con cháu mình dọn lên hơi muộn chút xíu đó, chỉ cần liên tưởng đến tô phở, cái dịch vị nó bắt đầu nó tiết ra ở trong họng rồi, phải không ạ? Như vậy là ta đang ăn bằng cái ký ức hương vị tô phở mà mình đã hoàn tất vào ngày hôm qua, bây giờ không còn nữa. Cái gì bị tiết ra như thế nó không phục vụ được cho bữa ăn hiện tại, cho nên là cái bữa ăn đó nó không trọn vẹn. Bao tử phải làm việc một cách y ạch, mỏi mệt lắm. Cho nên tất cả những ký ức về quá khứ là một sự thiêu đốt cái nguồn năng lượng ta đang sống ở hiện tại. Học thuyết này của Phật giáo được y học tán đồng mạnh lắm. Do đó khi ta ký ức cái tâm với danh hiệu Phật thì không có kiết nào về quá khứ có thể trỗi dậy được. Kiết về quá khứ nó thường có hai khuynh hướng, hoặc là về sự trục trặc khổ đau phiền muộn, hoặc là niềm vui hạnh phúc nụ cười thời vàng son, hay là nhan sắc đẹp của mình bây giờ không còn nữa. Đối với nỗi khổ niềm đau thì kiết nó là cái cách chúng ta cố tình hâm nóng cái khổ đau ở hiện tại thêm một lần nữa, mà lẽ ra nó cần phải được thả về với quá khứ và gọi là thiêu đốt trọn vẹn. Còn ký ức về những cái hay, cái tốt, cái thành công, cái vàng son, cái nhan sắc, cái bảnh trai,
sức khỏe mà bây giờ ta không còn nữa, làm cho mình sống với trạng thái tiếc nuối khôn nguôi. Và đây cũng là một cái nguồn năng lượng đốt chết năng lực ở hiện tại. Cho nên khi chúng ta để cái ký ức của tâm dính và trung thủy với danh hiệu Phật đó, thì cái nguồn năng lượng mắc về quá khứ nó không có. Cái đó được thuật ngữ Đức Phật dạy là hiện tại lạc trú. Trú là một sự thiết lập ký ức. Lạc là tạo ra một nguồn hạnh phúc nội tại nhẹ nhàng thư thái lắng trong ở ngay giờ phút hiện tại và ngay cái địa điểm ta đang nỗ lực làm việc đó. Cho nên niệm Phật của Tịnh Độ Tông đó, nó cũng chính là thiền. Và hành giả Tịnh Độ Tông đó, khi mà đạt được cái trình độ tâm niệm Phật, cái tâm gắn liền với danh hiệu Phật chứ không gắn về với cái ký ức và kinh nghiệm tốt và xấu với quá khứ, thì ta đang là người tỉnh thức, đang là người mở mắt, đang là người ăn vui, chứ không cần phải chờ đợi sau khi chết mới hướng về Tây Phương Cực Lạc giảng sanh thế này thế kia. Và lúc đó đó, hành giả như thế được gọi là đang thiết lập Tây Phương, đang thiết lập tỉnh độ, đang trang nghiêm cõi Phật theo tinh thần của đạo lý đại thừa. Và cái này là cái rất là sâu sắc, cho nên ta mới có những cái thành ngữ phiền não tức bồ đề, khổ đau tức niết bàn, ta bà tức là tịnh độ. Phần lớn ta chỉ thấy cái vế đầu đó, phiền não, khổ đau, diễm ô, ta bà, ta quên đi cái vế thứ hai. Cho nên mình gọi là tô hồng hay là bôi đen cái thực tại theo cái chủ nghĩa kinh nghiệm buồn vui khổ u não sầu bi tưởng tượng hình dung vân vân mà lấy ra nó không nên. Còn vế thứ hai ta quên mất, hoặc là nghĩ nhớ đến á, mình cũng không tin nổi rằng mình có đủ năng lực để vượt qua, để làm được, để thành công. Cho nên cái hai cái vế tương tức bằng cái chữ là nó giúp cho ta phải tận dụng cái môi trường nghịch cảnh, điều kiện không như ý, những cái khổ đau mình đang có mặt, không nên trốn chạy nó, bỏ cuộc nó, sợ hãi nó, đau hàng nó, mà phải nhìn vào mặt mũi của nó xem nó như thế nào, thì ta sẽ vượt qua được khổ đau. Và đây là nghệ thuật chánh niệm, tâm niệm Phật đối với hành giả tịnh độ. Khi chúng ta thiết lập được trạng thái tâm niệm Phật đó, thì tất cả những cái hy vọng, những mong cầu, dự án, chương trình, kế hoạch về tương lai mà thiếu các hạt giống về nền tảng hiện tại, nó không có trỗi dậy. Đạo Phật dạy chúng ta không phải là nhìn thiển cận. Nho giáo dạy rằng là nhân vô viễn lự tất hữu cận u, người không lo xa thì sẽ phải buồn gần. Tức là cái người vô tư, thiếu trách nhiệm, sống buông thả như là lục bình trôi, thì nay đó trục trặc thế này, mai trục trặc thế khác, vì họ không có kế hoạch gì hết á. Còn người tâm niệm Phật á, không có nghĩa là mình không có màng đến tương lai, buông hết tất cả mọi thứ, mà ta đầu tư tương lai bằng cách là sống an và hạnh phúc ở hiện tại. Vì tương lai là quả và hiện tại là nhân, cho nên nếu ta thiết lập được cái tâm niệm Phật ở hiện tại với một cái nguồn chánh niệm như một cái năng lượng rất là mạnh ở trong cuộc đời, thì tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chứ không phải là một cái gì xa xôi hết á. Và tịnh độ ở Tây Phương cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Nếu quý vị muốn, quý vị sẽ sanh về. Nếu không muốn cũng không sao, vì ở hiện tại mình cũng đã sống trong tịnh độ rồi, đã là một phần của tịnh độ rồi, và là chính tịnh độ rồi. Cho nên chất lượng của tâm niệm Phật rất quan trọng. Như vậy về cái phương pháp á, thì ta có thể nhìn thấy là cái thủ niệm và khẩu niệm là hai phương tiện, hai công cụ, hai hỗ trợ, hai xúc tác, và nó được xem không phải là cứu cánh. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta định nghĩa sự niệm Phật là sự cứu cánh trong tự thân của nó. Bản chất của niệm Phật là để làm cho tâm ta được yên lắng, rũ bỏ ở mọi chấp trước, cho nên đó, bình an có mặt ở hiện tại. Thì nhân đó, đó ta phải thấy rất rõ là nếu ai chèn theo, kèm theo, cho ăn ké theo danh hiệu niệm Phật, tâm niệm Phật bằng một lời nguyện, bằng một sự cầu,
ta đi được cái phần vỏ của Pháp Môn Niệm Phật thôi, chứ không phải phần cốt lõi. Rất nhiều người Phật tử không nhận ra được điều này, mặc cả nhân quả với Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lấy sổ ra ghi ngày hôm nay con niệm được là 100.000, ngày sau con phấn đấu nhiều hơn 101.000, và ban đêm trước khi ngủ con cũng niệm luôn để cho cái vô thức nó tiếp tục niệm ở trong giấc ngủ, và tính gấp đôi là 202.000. Người như ta tính công không, và mong Đức Phật ban phước. Thì mình gửi câu ngài ơi, hôm nay đó con kính ngài lắm, con nhớ ngài liên tục, không quên. Chồng con bỏ qua một bên, cháu con bỏ hết, nhà cửa con cũng không quan tâm nữa, con chỉ nhớ có ngài thôi à. Cho nên ngài cho con cầu gì được đó nè, ngài cho con bình an, ngài cho con là làm ăn khá giả, ngài cho con sự nghiệp, ngài cho chồng con tại vì lâu dài. Cái mặc cả nhân quả như thế là nó làm cho chúng ta mất đi cái tâm niệm Phật. Và lúc đó niệm như thế được gọi là loạn tưởng. Cho nên trong lúc niệm Phật là đừng để bất kỳ một cái nguyện gì, một cái cầu gì nó can thiệp vào. Chỉ đơn thuần ba thứ: danh hiệu Phật, chánh niệm tỉnh thức, thân và tâm có mặt ở một chỗ, chừng đó thôi. Còn vũ trụ thế giới bao nhiêu thứ xung quanh không có nữa. Không phải là sự trốn tránh đâu, mà đó là một sự thư giãn ý thức một cách trọn vẹn nhất. Sau cái thời niệm Phật, quý vị có thể hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đức Phật dạy mình hồi hướng sâu sắc lắm, cầu cho chúng sinh. Còn người niệm Phật mà không hiểu sâu đó, cầu cho thân con, cầu cho vợ con, cầu cho chồng con, cầu cho con, cầu cho gia đình con, cầu đủ thứ hết trơn. Cho nên vẫn có phước báo, nhưng mà cái phước ta đạt được chỉ 30% thôi. Còn mình phát nguyện cho tất cả chúng sinh á, phước nó lớn hơn nhiều, tâm lượng mình lớn. Đó là cái cách hành trì của các vị Bồ Tát. Trong chúng sinh đã có người thân của ta rồi. Cái mùa thi của cuối tháng 5 và thi chuyển cấp ở trong tháng 6 này đó đã làm cho rất nhiều cha mẹ phải thi cùng với con em. Con mình thi ở trong lớp, cha mẹ thi ở ngoài cổng trường, ngồi ở trên cái ghe, cái yên xe hơi mà thấp thỏm lo âu, cầu đủ thứ hết, mong cho con của mình bình an và làm bài được tốt. Ngày hôm qua chúng tôi đến đền Trần trên đường từ Thái Bình về đây, và thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con em trẻ đến cầu nguyện đền Trần. Có người thì cầu được quan vị, có người cầu đỗ đạt cao. Sau đó chúng tôi sang chùa Phổ Minh thì cũng thấy hiện tượng tương tự như thế. Và trụ trì, vị phó trụ trì cho biết là đến cái mùa thi đó, cha mẹ dẫn con em vào chùa để mà cầu thi đậu cũng rất là nhiều. Và họ đều vái cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ giải nguyên cái nội dung sau đó Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chèn giữa cái đầu, cái đuôi Nam Mô A Di Đà Phật là cả một cái chuỗi của những cái nguyện. Do đó là tâm ta chưa niệm Phật, ta chỉ niệm một cái miệng rồi cầu mà thôi, thì nó đạt được ở mức độ là Sikola. Còn cái mà ta cần đạt trong pháp môn đó là kim cương, chứ không phải là Sikola. Có kim cương thì ta có thể mua hàng tá, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ Sikola. Còn có Sikola ăn vào sâu răng, mất hết hàng tiền đạo. Và bây giờ ăn cơm khổ lắm, phải mua bộ răng giả và gắn vào. Cho nên khi niệm Phật mà hướng tâm về cái phước đó, cái kết quả đạt được ít lắm. Vì sự tịnh tâm an lạc đó, nó mới có cái tác nhân mang lại hạnh phúc cho mình. Còn cái vế thứ hai là tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền, nó cũng có nội dung tương tự. Chúng tôi cho rằng là vị tổ đã đặt ra cái câu đối này thì phải có cái chiều sâu về tâm linh và cái kinh nghiệm hành trì rất là miên mật, cho nên đã có một cái nhìn viên thông về pháp môn giữa thiền và tịnh.
Nếu ta thực tập được như thế đó thì phương pháp niệm Phật cũng chính là thiền thôi, không gì khác hết. Là bởi vì ở trong kinh A Di Đà ở đoạn cuối đó, Đức Phật đưa ra cái điều kiện phải đạt được là nhất tâm và bất loạn. Ở trong toàn bộ cái ngữ cảnh từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng của kinh A Di Đà, không có câu chữ nào, ý tưởng nào nói về tha lực, toàn là tự lực. Và cái trọng tâm của sự thực tập pháp môn vẫn là nhất tâm bất loạn hết. Nếu mà mình còn gắn lời nguyện vào trong lúc niệm Phật là ta bị chưa được nhất tâm. Cái tâm á, ở cái câu Nam Mô Di Đà Phật là nhớ về Phật, ở cái tích tắc sau đó là mua mai bán đất, gia đình bình an v.v. Như vậy là nó bị loạn tưởng đó. Cái gì thiếu nhất tâm là cái đó nó trở thành loạn tưởng, trở thành điên đảo, trở thành mộng tưởng rồi. Cho nên không cao. Và ta đừng có sợ, vì đạo Phật dạy ta phương pháp hồi hướng. Sau bất kỳ một pháp môn hành trì nào, sau bất kỳ một việc làm thiện và có ý nghĩa xã hội nào, hồi hướng nó sẽ mở tâm mình ra rộng hơn. Thay vì mình hướng về bản thân mình vẫn được, thì cái mặt cả nhân quả trên cái tôi đó, nó làm cho mình hiểu một cách rất là thiển cận. Muốn làm liền hưởng liền thôi. Giống như nấu lên một bát lon gạo, 5 thành viên trong nhà đình ăn, sau 20 phút cơm nó trở thành chín, ta ăn xong no liền, rồi hết liền, không còn gì hết á. Phần lớn ta bị rơi vào cái thiển cận đó, xài trước mắt thôi, chứ không biết xài theo kiểu ngân hàng để lãi. Ta làm mà ta không cần quyến cầu gì cho mình á, là nó không mất đi. Có nhiều Phật tử nó, trời ơi, tôi ngày nào cũng đi chùa cầu nguyện quá trời quá đất mà không thấy nào Phật ban phước gì chứ, không thấy Bồ Tát nào gia hộ, chán quá, thôi tôi không đi chùa nữa, với bà đi tôi không đi. Nếu mà nó chưa chỗ quả thì nó còn nguy với mình, có gì đâu mà buồn, còn trổ rồi là hết. Ta nói ăn bánh trả tiền, tiền tao cháu múc xong rồi hết à, nó không còn cái tình gì nữa. Còn mình niệm Phật, mình tu tập công đức mà nó chưa trổ quả là phải mừng, nó còn nguyên đó. Và nếu ta biết hồi hướng công đức thì công đức không vì thế nó bị mất đi. Có nhiều người đó, tôi không dám hồi hướng đâu, tu ngày hôm nay mới có được có 2 công đức mà kêu hồi hướng tất cả chúng sinh thiện người bằng không phẩy một. Có người được chút xíu xài đâu được, mình không còn gì hết. Hiểu như thế là hiểu sai. Hồi hướng là mở cái lượng của tâm của mình nó trở thành hải hà, trở thành như là đại địa, trở thành như là hư không, rộng lượng, cao, vĩ đại, to lớn. Và nhờ cái tâm lượng nó to lớn như vậy cho nên ta thành chánh quả cao hơn, nhanh hơn, sớm hơn. Ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng đó, địa ngục vị không thề bất thành Phật, chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề. Không có nghĩa là lúc nào mà chúng sanh chưa hết khổ đau, con người vẫn còn tu tội thì Đức Địa Tạng sẽ không thành Phật. Sau khi phát nguyện, Ngài đã thành Phật rồi, phải không? Tâm lượng nó lớn đó, cho nên trở thành vô ngã vị tha. Và đây nó trở thành một cái vô lượng công đức, cho nền tảng có vô lượng quang và vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà phát nguyện cho 49 nguyện. Có những cái nguyện là nếu mà còn chúng sanh chưa thành Phật là Ngài không thành. Bây giờ Ngài đã thành Phật mất đất là lâu lắm rồi, phải không ạ? Cho nên cái hồi hướng mà phát nguyện là để mở cái tâm ra. Thay vì nào thì mình co cụm lại với gia đình mình, với bản thân mình. Để với cái hiện tại này, bây giờ mình mở ra nó không còn biên giới nữa, nó không còn đường kính nữa, mà nó là mênh mông với vũ trụ, hòa với tất cả mọi thứ. Nhờ đó ta được an vui hạnh phúc hơn, không vướng bận vào hành động tu tập, hành động phước báo nữa. Mà tu là để thanh lọc cõi tâm thôi. Cái mấu chốt của pháp môn niệm Phật là để thanh lọc cõi tâm. Nhưng phần lớn đó, ta lại không để ý cái này, mà để ý đến cái phước báo nhiều hơn. Dĩ nhiên niệm Phật với lòng tôn kính theo phước báo cũng nhiều, nhưng mà nó không giá trị bằng là cái cõi tâm được thanh tịnh, trong sáng, trang nghiêm, nhẹ nhàng, thư thái. Tất cả các pháp môn hành trì trong đạo Phật cốt lõi là để đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh này.
Câu pháp cú 183: không làm các điều ác, dấn thân các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là cốt lõi Phật dạy. Thì câu thứ ba là câu quan trọng nhất. Không làm các điều ác, nhiều người làm được lắm. Không cần phải đi theo tôn giáo, không cần phải là một Phật tử, thậm chí một người không có tôn giáo gì hết, chống tôn giáo cũng có thể là người không làm điều ác, nếu họ đó người đó có lương tâm. Rất nhiều người đời đó dừng lại ở điểm này, nghĩ rằng là tôi không làm điều ác, tôi đi chùa làm gì nữa. Như thế chùa là cái nơi chứa những người người xấu, người tội. Không làm các điều ác là không có bất cứ một cái phước gì hết trơn á. Không làm điều ác thì không bị ở tù, không bị trừng phạt, không bị khinh rẻ, không đánh mất lương tri, lương tâm và nhân cách, chừng đó thôi. Cho nên đạo Phật dạy thêm cái vế thứ hai, tức là 30% kế tiếp, làm các điều lành thì mới trở thành một con người nhân bản, con người đạo đức, con người xã hội. Và rất nhiều người cứ tính kỹ lưỡng á, chờ tiền tôi làm ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bây giờ tôi đi cho chùa, cho các từ thiện, uổng lắm, cứ để cho người ta tự làm, vì sợ rằng cho là mất đi. Cho chẳng những không mất mà còn mang về. Quý vị thử huấn luyện làm một cái chùa một câu thật là đẹp. Sáng, trưa, chiều, tối, bốn cử hoặc là sáu cử càng tốt. Ta để lúa thóc và thực phẩm ở trên cái chùa một câu đó. Ta bắt cái con một câu mà ta nuôi, bỏ vào ở trong một cái lồng, dùng giải hay cho đủ sức để cho nó thở, che lại cho nó không còn thấy gì hết á, mang đến chùa Hương hay là Yên Tử cách đây cái hàng trăm cây, lên trên đó lại Phật xong rồi chúng ta mở cái bọc xung quanh của cái lồng chim bồ câu, thả nó đi, rồi lên xe chạy về. Về tới nhà thì con chim bồ câu nó đã có mặt ở cái chuồng, nó đi trước mình, và có con á, nó dẫn thêm một bạn chim bồ câu khác dọc đường, nó phát hiện ra. Cái xúc giác và định hướng của chim bồ câu rất là mạnh. Nó không phải định hướng bằng con mắt, nó không phải nhớ được bằng con mắt, mà nó nhớ bằng cái xúc giác đó, cái thân thức. Nuôi một con chim bồ câu mà nếu ta chăm sóc nó tốt đó, nó sẽ mang về nhiều con chim bồ câu khác. Thì cái việc mà chúng ta tu tập hành trì thông qua bố thí, cúng dường, làm phước, tạo đức, dấn thân xã hội, hoạt động từ thiện, chẳng như không mất mà bồi. Và cái độ bồi đó tỷ lệ thuận với cái tâm. Nếu lúc đó ta mặc cả nhân quả, xin Phật, con phát tâm cúng dường 10 ca mỗi mắt cườm từ thiện 5 triệu đồng, 1 triệu đồng làm quà cho họ khi mà mắt, xin hồi hướng kiếp này mắt con được sáng, không cận, không viễn, không loạn, kiếp sau mắt con tiếp tục được sáng, thì phước chúng ta chỉ gắn liền với cái mắt là hết rồi. Còn nếu mình làm mà mình không cầu như thế, mà mình cầu như là mong cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo và bất hạnh, đừng lâm vào cái hoàn cảnh như thế, để có mắt ánh sáng, nhìn thấy, làm việc, đem an vui, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Nó cao thượng hơn nhiều lắm, nó đẹp hơn nhiều lắm. Vậy cái đó nó bồi bổ như là cái cồn đất đó, ngày càng nó ủ lên, lớn ra, phình ra, diện tích nó giãn nở, dần dần, phước nó tăng trưởng. Và cái này nó liên hệ đến câu thứ ba của Kinh Pháp Cú: thanh tịnh tâm. Ở mức độ đơn giản có nghĩa là mình phát xuất từ một động cơ tốt, chứ không phải động cơ mặc cả nhân quả, như là làm ăn, giao dịch thương mại trong cơ giới thị trường. Đầu tư một cái A, ta phải kéo lệ cái phần lời 2A, 3A, 4A hay là NA. Kinh tế thì như thế, nhưng mà tâm linh mà vận dụng cái con đường kinh tế thì nó sẽ bị giảm. Do đó là phải thanh tịnh tâm ý. Từ động cơ, từ việc làm, thì việc mà dấn thân phụng sự gì chừng nào thì mang lại phước quả chừng đó. Cho nên trong lúc mà ta niệm Phật, đừng để những cái phước quả, phước nhân này can thiệp vào, ám ảnh,
mà sau khi làm xong rồi hồi hướng cho đi chẳng như không mắc, mà còn bồi đắp về, mang về như là con chim bồ câu dẫn về các con chim bạn, như là cái cồn đất, như là ủ mối, ngày càng gia tăng chứ không có giảm đi. Cái phương pháp niệm Phật căn bản thì có lẽ là ví Phật tử là được thầy chủ trì hướng dẫn rồi. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại thôi. Cái tư thế mà quý vị đang ngồi đó, nó được gọi là tư thế hoa sen. Thẳng lưng. Cái cột xương sống của mình và hai cái chân đó, nó sẽ tiếp giáp với nhau thành một góc 90 độ. Hai lòng bàn chân nằm lên trên hai cái vế đùi thì được gọi là kiết già, tức là hoa sen trọn phần. Người lớn tuổi, người ít tập thể dục, người bị đau xương khớp, người cái chân quá ngắn thì không nên ngồi theo tư thế này, vì nó dẫn đến trạng thái bị tê rất là nhanh. Ta có thể sử dụng cái phương pháp ngồi bán già, tức là nửa hoa sen. Một cái lòng bàn chân áp lên trên cái đùi của lòng của cái chân còn lại, và nó nằm như tư thế này. Nếu cái lòng bàn chân phải áp trên vế đùi của bàn chân trái thì cái lòng bàn chân trái sẽ nằm bên dưới cái đùi của bàn chân phải và ngược lại. Hai tư thế ngồi bán già này đó, nó có một sự hỗ trợ để ta có thể ngồi lâu. Dĩ nhiên, ngồi bên dưới ta phải lót một cái bộ đòn. Ngày xưa thời Đức Phật đó thì các hành giả thường sử dụng cái loại cỏ cát tường, cỏ cu sa. Loại cỏ này nó có độ mềm, mình ngồi lên đó không có làm cho mình bị đấm nhiễm như là ngồi trên niệm, nằm trên niệm im ấm. Nhưng nó làm cho mình không bị đau, tê, nhức, mỏi. Để tâm của mình nó bị động niệm và mất phần tập trung. Còn bây giờ thì ta có nhiều cái dụng cụ lắm. Ta có thể mua lót ngồi. Ở chùa thì phương tiện hơi thiếu thốn. Mình ngồi dưới đất. Mà nhiều Phật tử vẫn ngồi trong định tâm. Đó là điều đáng mừng. Còn ở các chùa Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và người Tàu nói chung, cái bộ đòn của họ nó khoảng chừng 3 cm. Nó mềm mại cho nên mình ngồi nó không đau hai cái mắt cá, và do đó nó giúp cho mình ngồi lâu hơn. Thì việc ngồi thẳng lưng nó sẽ làm cho chúng ta bền, giống như là một vách tường đứng vững. Nếu mà các cục gạch đó, nó được đặt lên trên nhau theo một độ nghiêng dù chỉ là 0.00 thôi, thì tường nó sẽ bị ngã sau vài năm xây dựng. Còn nếu ta để nó thẳng tắp thành một đường thẳng, nó sẽ bền với năm tháng và thời gian. Đó là nó tạo ra một cái lực chịu. Thì cái tư thế nửa hoa sen hay là tư thế toàn hoa sen trong lúc ngồi như vừa nêu, nó cũng có tác dụng hỗ trợ tương tự.